Ngô Lỗi, thần đồng diễn xuất Hoa ngữ thất thế vì mẹ ruột chuyên quyền. Ngô Lỗi tham gia diễn xuất từ nhỏ và được giới chuyên môn đánh giá cao. Tuy nhiên, khi trưởng thành, nam diễn viên gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Sinh năm 1999, Ngô Lỗi bắt đầu đi đóng phim khi mới 7 tuổi và nhanh chóng tạo ấn tượng mạnh với vai Natra trong bộ phim Phong Thần Bản năm 2007, hợp tác với các tiền bối trong ngành là Phạm Băng Băng, Ma Cảnh Đào. Dù khoảng thời điểm đó vẫn còn nhỏ, tuy nhiên, Ngô Lỗi nhận đóng rất nhiều phim, thậm chí có năm anh đóng đến 10 bộ phim. Tuy nhiên, càng trưởng thành, anh càng gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Thông tin Ngô Lỗi tranh chấp với công ty sản xuất phim Đặng Tấn Tencent khiến người hâm mộ hoang mang. Khán giả lo cho sự nghiệp tài tử sẽ bị ảnh hưởng khi anh tranh chấp với công ty giải trí lớn. Trước đó, thành tích phim ảnh của nam diễn viên sinh năm 1999 vốn dĩ đã tụt lại so với các ngôi sao cùng trang lứa trong vài năm qua. Em trai quốc dân chật vật có được chỗ đứng trong showbiz. Ngô Lỗi tham gia diễn xuất từ 5 năm tuổi, góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình lớn như Tiểu Natra trong Bão Phong Thần, Phi Lư trong Lan Gia Bản, Dương Quá lúc nhỏ của Thần Điêu Đại Hiệp 2014, Dương Lục Lan thổi nhỏ của Thiếu Niên Dương Gia Tướng. Đến nay, nam diễn viên có hơn 50 bộ phim lớn nhỏ, 16 năm kinh nghiệm trên phim trường. Nhờ đó, tài tử có thời gian được mệnh danh là em trai quốc dân tại Trung Quốc, tên tuổi được khán giả đại chúng biết đến. Năm 2017, Ngô Lỗi nằm trong top 30 nhân vật dưới 30 tuổi, có ảnh hưởng nhất quốc gia tỷ dân do tạp chí Forbes bình chọn. Năm 2011, Ngô Lỗi đoạt giải Phi Thiên dành cho trẻ em tại Liên hoan phim truyền hình Trung Quốc lần thứ 28 với phim Nhóc Tì Mã Tiểu Khiêu. Ngô Lỗi được xem là một trong những diễn viên trẻ có triển vọng nhất của Trung Quốc hiện nay. Nam diễn viên được khán giả yêu mến nhờ gương mặt điển trai, tính cách hoạt bát, thông minh, cư xử lịch thiệp. Nhiều nghệ sĩ như Hồ Ca, Lưu Thi Thi, Triệu Lê Dĩnh, Lưu Diệc Phi đều coi anh như em trai. Bên cạnh đó, Ngô Lỗi còn có thành tích học tập tốt. Năm 2018, anh đỗ thủ khoa đầu vào của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, tài tử trở thành tấm gương cho các bạn trẻ Trung Quốc hay được gọi vui là con nhà người ta. Tuy nhiên, trong suốt 10 năm liền, Ngô Lỗi hầu như chỉ nhận được những vai thiếu niên hay những vai diễn thời thơ ấu của các diễn viên đàn anh. Sự nghiệp của anh bắt đầu có triển vọng hơn khi xuất hiện trong bộ phim Lan Gia Bản vào năm 2015. Trong showbiz có một quy luật, đó là hầu như những sao nhí đều khó có thể nổi tiếng được khi đã trưởng thành và Ngô Lỗi cũng không phải là ngoại lệ. Là một ngôi sao quen mặt với khán giả, tuy nhiên Ngô Lỗi lại chẳng hề có bộ phim nào khẳng định bản thân mình cả. So với những ngôi sao sinh sau năm 1995 như Lưu Hạo Nhiên hay Dịch Dương Thiên Tỷ đều đã thể hiện được mình, thì Ngô Lỗi vẫn loay hoay chưa tìm được lối ra, dù diễn xuất của anh không hề kém ai cả. Đây là một điều khiến fan hâm mộ cùng những người qua đường đều cảm thấy tiếc cho chàng trai trẻ tuổi này. Tin đồn phi công của đàn chị hơn 20 tuổi Trần Kiều Ân. Hoạt động trong showbiz Hoa ngữ đã được 15 năm, Ngô Lỗi cũng vướng phải những tin đồn hẹn hò nhưng chưa lần nào anh lên tiếng thừa nhận. Vốn là một ngôi sao tài năng và trong sạch, nhưng đến năm 2016, Ngô Lỗi đã gặp phải scandal lớn đầu tiên trong đời, đó là ồn ào tình ái với đàn chị Trần Kiều Ân. Năm 2016, Ngô Lỗi vướng scandal tình ái với đàn chị Trần Kiều Ân hơn anh 20 tuổi. Hai diễn viên quen nhau khi tham gia cùng bộ phim Kỳ Tích Theo Đuổi Cầu Vồng. Trên phim trường, hai chị em khá thân thiết. Trần Kiều Ân nhiều lần phủ nhận tin hẹn hò, tuổi tác của tôi có thể sinh ra cậu ấy, bị đặt như vậy cũng nghe được sao. Hình ảnh thân thiết diễn ra trong buổi lễ đóng máy lại bị nói thành bí mật hẹn hò. Chỉ có người đầu óc không bình thường mới tin vào điều này. Nàng Đồng Phương bất bại tức giận chỉ trích người tung tin đồn thất thiệt. Tin đồn lan truyền từ một blogger khi đó đã đăng một bài viết trên Weibo tiết lộ nữ nghệ sĩ Đài Loan hơn 30 tuổi, gần đây có qua lại với một sao nam trẻ tuổi, kém cô những 21 tuổi. Hai người không chỉ ngủ với nhau mà còn sống chung đã hơn một năm nay. Tuy không tiết lộ tên nhưng nhiều người đã đoán đó chính là Trần Kiều Ân và Ngô Lỗi, bởi cả hai đều từng hợp tác và có mối quan hệ rất thân thiết. Đây có thể coi là scandal đầu tiên trong sự nghiệp của Ngô Lỗi. Nam diễn viên cũng nhiều lần phủ nhận và hai nghệ sĩ từ đó chủ động tránh mặt nhau trong các sự kiện. Không trực tiếp gây ảnh hưởng tới sự nghiệp, nhưng scandal cũng tạo ra vết gợn trong hình ảnh của Ngô Lỗi. Đến nay, anh vẫn chưa công khai bạn gái. Nam diễn viên luôn giữ khoảng cách khi tiếp xúc với đồng nghiệp nữ nhằm tránh tin đồn tình ái. Sự nghiệp tuột dốc vì mẹ ruột chuyên quyền. Đóng phim khi còn nhỏ nên mẹ của Ngô Lỗi phải đứng ra ký nhận hợp đồng và thay con trai quản lý những công việc xung quanh của đoàn đội đi theo. Mới đây, chính mẹ của Ngô Lỗi đã tự tay đẩy sự nghiệp của con mình xuống vực thẳm khi đứng ra tranh phiên vị với Tịnh Bách Nhiên trong bộ phim Trương Công Án do Tencent sản xuất. Được biết, Tencent đã nhắm hai vai nam chính cho Tịnh Bách Nhiên và Ngô Lỗi. Phía Tịnh Bách Nhiên chấp nhận bình phiên, hai diễn viên có đất diễn như nhau, tên tuổi được xếp ngang hàng, nhưng mẹ của Ngô Lỗi không đồng ý, quyết tâm để con trai phải có được nhất phiên. Chính điều này đã khiến Tencent tức giận, loại Ngô Lỗi ra khỏi dự án này, còn phong tỏa mọi hoạt động của ngôi sao sinh năm 1999, nhất quyết không hợp tác với anh nữa. Thậm chí, phó giám đốc Đặng Tấn nói, nếu một diễn viên coi việc xếp tên trên poster quan trọng hơn công việc và sự sáng tạo, chúng tôi chỉ có thể dừng hợp tác. Từ đó, trong quá trình quảng bá hai bộ phim Trương Ca Hành và Vượt Qua Hỏa Tuyến, Đặng Tấn cắt bỏ hết hình ảnh của Ngô Lỗi, đồng thời không đính tên nam diễn viên trong các bài viết. Trước Trương Công Án,
Vụ tranh phiên của Ngô Dược Phạm và Dương Tử trong Thanh Trâm Hành cũng nhận phải chỉ trích rất lớn từ các tờ báo chính phủ cũng như những tiền bối trong ngành, nên Tencent rất phản cảm đối với việc tranh mức phiên. Từ phía Ngô Lỗi đã làm quá khiến Tencent tức giận, công ty giải trí này đã lập tức xóa hình của anh trên poster của bộ phim Vượt Qua Hỏa Tuyến mà anh đóng chính đang chiếu. Không chỉ vậy, khán giả cũng rất lo lắng cho số phận của phim Trường Ca Hành mà Ngô Lỗi đóng chính cùng với Địch Lệ Nhiệt Ba, không rõ phim có bị scandal kia mà bị ghé lạnh hay không. Đối với scandal này, fan hâm mộ rất phẫn nộ đối với khả năng quản lý đoàn đội của mẹ Ngô Lỗi. Chính sự chuyên quyền của bà Ngô trong đoàn đội và luôn coi con trai là sao lớn đã khiến Ngô Lỗi đắc tội với rất nhiều người trong ngành, ảnh hưởng không nhỏ đến tài nguyên của anh. Vốn năm 2021, Ngô Lỗi được kỳ vọng sẽ có bước phá trong sự nghiệp. Nào ngờ vì scandal với Tencent mà anh không chỉ bị công ty này phong sát mà sự nghiệp còn bị ảnh hưởng rất lớn. Người hâm mộ Ngô Lỗi lo lắng scandal sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh vì đang tấn sở hữu mạng video lớn nhất Trung Quốc, là nơi lên sóng của nhiều tác phẩm truyền hình. Công ty đồng thời còn sản xuất phim, quản lý nghệ sĩ, đầu tư điện ảnh. Bị một đơn vị lớn cấm vận, Ngô Lỗi khó lòng có cơ hội nhận được dự án tốt. Ngô Lỗi là một ngôi sao vừa có tài, có sắc nhưng lại quá phụ thuộc vào chính mẹ của mình và hiện tại điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của anh. Netizen xứ Trung hy vọng Ngô Lỗi sẽ rời khỏi sự bao bọc quá đáng kỳ của mẹ, tìm kiếm một đoàn đội thật tốt để vạch ra một con đường tốt nhất cho sự nghiệp sau này. Sina bình luận, các thần đồng diễn xuất tại Trung Quốc gặp khó khăn trong quãng tiếp theo của sự nghiệp do họ bị đóng đinh trong hình tượng trong lòng khán giả. Dù có tiếng tăm từ trước, họ khó tạo nên hình ảnh khi trưởng thành, dễ bị chết vai. Ngô Lỗi cũng đang chật vật tìm kiếm và diễn ghi dấu ấn để có thể khẳng định anh đã trưởng thành.